Bốn say hai, chào mừng anh em đã đến với kênh channel của mình. Anh em ơi, anh Bi Quy Thành vừa gọi điện cho tôi và gạ tôi thi cuộc thi bắc cua siêu nhanh để xem ai là người chơi đẳng cấp nhất trong Roblox, ai là người chơi nhảy bắc cua hay nhất trong Roblox. Và tôi cũng đã nhận lời thi đấu anh Thành rồi đây. Bây giờ anh em hãy tiếp tục coi video để xem quá trình tôi đánh bại anh Thành như thế nào nhá. Và trước khi đi, hãy cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và nhớ là xem quảng cáo đó nha. Còn bây giờ let's go. Rồi anh em ơi, tôi đã có mặt tại cuộc thi bắc cua siêu nhanh rồi đây. Rồi tôi đang chạy vòng không biết anh Bi Quy Thành ở đâu cả. Anh Bi Quy Thành ơi, hot boy đầu không hề cắt moay đứng ở đây quá ngầu luôn mà không nhìn thấy. Rồi anh ơi, em thấy cuộc thi chuẩn bị bắt đầu rồi, cái kia mọi người đang chạy nhốn nháo ra ngoài rồi anh ơi. Mình chỉ có 5 phút để mình thi cuộc thi này thôi. Không bảo sớm, anh cứ đứng đây bốc phép từ đây ra đi thôi. Đi rồi anh ơi, bắc cua siêu nhanh nha. Anh mà không về đích trước 5 phút là anh là người thua cuộc. Ui, anh làm sao mà thua được, mấy cái trò này quá là đơn giản luôn. Lớn rồi, bốc phép ít thôi. Quan trọng là mình về đích ở vị trí thứ bao nhiêu anh ạ. Em thấy em đang ở vị trí khá là cao đấy. Rồi. Anh cũng cao mà. Anh đang chạy cùng em nè. Dạ em không cho anh vượt đâu, Rồi, ui giời, bắc cua qua những ngôi sao siêu to khổng lồ. À, mấy cái ngôi sao này nó có ánh sáng, em dẫm vào là em hẹo luôn ạ. À, buôn gà, buôn bị lừa. Anh còn không bị lừa, anh thấy tự nhiên có ánh sáng đấy là anh không bao giờ dẫm vào luôn. Ôi, thì game bịp quá. Ui, anh Thành gần về đích đầu tiên luôn rồi kìa. Thấy bứt tốc cho các bạn. Đây gọi là trình độ siêu sao. Buôn bị mấy cái ngôi sao lừa. Đồ ngu. Không sao, em sẽ gặp anh nhanh thôi. Anh đợi đấy. À, em thấy bóng dáng anh ở xa kia rồi. Rồi. Mấy cái này nó cứ dễ thế nào anh nhỉ? Quá dễ luôn các bạn ạ. Ui, mấy cái không thể làm khó được anh đâu. Ôi, đi các bạn ạ. Thế mà em nghe nói cái cuộc thi này, cuộc thi mà bắc cua siêu nhanh siêu khó. Em thấy nó chả khó chỗ nào. Ui giời, tí thì dụng. Đúng rồi, nó cần tốc độ các bạn ạ. Rồi. Ui, em còn có 3 phút nữa thôi, không biết vạch đích ở đâu rồi. Trước mặt em là một cái con, cái gì đây? Người tuyết siêu to khổng lồ luôn. Đúng rồi đấy, con người tuyết to lắm luôn đấy. Rồi, đâu, anh Thành đâu rồi. À. Đồ ăn hại. Mấy quả cầu tuyết nào nó trơn thế nhỉ? Yes, các bạn ơi, anh là người về đích đầu tiên. Cái gì vậy? Em còn chưa thấy bóng dáng anh đâu mà anh đã về đích rồi. Đây rồi, vòng tròn cuối đích rồi. Yeah, con chim đa về đích thứ hai. Chết rồi, em khả năng em phải về đích thứ mấy luôn ạ. À? Đây, em đây rồi. Về đích thứ ba. Ôi, lại em thua mấy cái mà em dụng mấy cái mà em vẫn về đích thứ ba được, quá đẳng cấp. Đúng là con trai của ta. Con chim. Bạn kia là quá gà rồi, gà hơn là bạn gà lôi gà tây rồi. Con chim này cắm đầu xuống tường luôn mà. em nghĩ mình thi một vòng nó vẫn chưa hề hấn gì anh ạ. Khả năng mình phải thi tầm 3-4 vòng mới biết được trình độ ai hơn ai. Đúng rồi, anh trình độ chắc chắn hơn em bị dụng mấy lần, anh còn không bị rơi phát nào luôn. Đúng được rồi. Như sân siêu luôn. Anh cứ đếm mà gáy đi, vòng mới vòng 1 thôi. Vòng 1 anh về thứ nhất, em về thứ 3. Em vẫn chưa gọi là kém cho lắm. Bạn nào về bét nhỉ? Bạn nào về bét tần đoán nhỉ? Đây, chưa có kết quả về bét anh ạ. Tí chuẩn bị. Kết quả sắp được công bố rồi. Còn có 40, ui, nhưng mà 40 giây mà nó chạy cảm giác thì mình nhanh dã man con Nga luôn ý. Ôi, tập phát hết luôn. Ôi, còn mấy bạn bây giờ mới bắt đầu nhảy thì thua rồi. Rồi, vòng mới rồi anh ơi. Đi tới. Vòng mới. Không chạy đỡ được, vừa mới đang nói là sao mọi người nó chạy rồi. Em bị rơi, thế rồi. Lừa các bạn, lừa mình. Game bịp rồi. Đây rồi, ui, đi vào cái thanh này chạy siêu nhanh luôn. Dùng xuống dưới kia cũng bị dùng hẹo luôn ạ. Ôi chết rồi. Buôn bị lừa rồi. Cái chỗ này nó kiểu gì ạ? Ôi cho anh bị dùng nhé. Ôi cái màn này em thấy khó hơn rồi nha. Em hình như là cái độ khó nó tăng dần đều anh ơi. Cao quá. Cái độ khó nó tăng dần đều ạ. Ui. Đây. Em không thể thua cuộc được. Em bắt đầu tăng tốc mã lực rồi. Em bắt đầu gọi là biến thành The Flash rồi anh ạ. Nói đi anh.
anh sắp chạy rồi, sắp tới đích rồi. Mấy cái đĩa này em vượt qua được. Em biết cái mấy cái chấm trắng này nó sẽ làm mình hẹo rồi, nên em sẽ tờ lấy nó ra. Giờ mới biết à? Buôn lừa các bạn ạ. Đây em ngay sau anh thôi, em thấy bóng dáng của anh rồi. Anh chạy luột lắm. À, em lại bị rụng rồi. Mấy cái tia sáng này. Em kiểu ngựa lon háu đáo quá. Rồi. Ôi ôi, anh tự nhảy vào tự nhiên chết đi. Anh đợi bùn này nha, không là anh chạy tới đích rồi. Anh đừng có mà mồm điêu, anh đừng có mà bốc phét. Anh bị rụng bây giờ, anh lại bảo anh đợi em. Đi qua một cái cầu vòng siêu rồi, sáng. Bùn rồi rồi. Đây rồi. Anh khinh thường đối thủ quá các bạn ạ. Đâu rồi. À, sao mình không đi sang cái hồng của cái mũi tên này cho chạy cho nhanh nhỉ? Ô, anh Thành đằng sau em hả? Ờ, anh vừa bị tụt lùi mà. Leo. Em đứng lên chiều anh luôn. Ờ, tại chết rồi. Em vừa qua từ đánh của anh không? Anh bị tụt mấy lần rồi. Anh nhìn vào cái trông kia. Anh Thành gà quá. Thôi em không thèm giành chức quán quân luôn. Em sẽ đứng đây nhìn anh Thành để em solo. Kìa, em thấy anh Thành rồi. Bé ton hon luôn. Ô, cái gì điên chuyển màu đấy? Đang từ màu xanh chuyển sang màu xanh lá luôn này. Ảo thật đấy. Ơ, làm anh giật mình anh chết luôn này. Ô, anh đừng lại, anh lại điêu nữa rồi. Thật ba, đang tự nhiên chuyển màu anh nhìn hoa mắt quá. Đích ở ngay trước mặt em rồi, nhưng mà em sẽ chờ anh để đứng ở đây, anh em mình solo. Đây nha, anh chấp cho còn 2 phút thì anh chạy về cho nó căng thẳng đấy chứ. Không phải anh đâu. Anh thấy cái X5 kia không? X5 là thời gian sẽ trôi nhanh gấp 5 lần đấy anh ạ. Ồ, thế là những cái thay đổi ánh sáng này là nó ui, về đi về mũi bùn ơi. Ở đây. Ồ, không những là thay đổi màu sắc của game mà thay đổi màu sắc cả nhân vật mình anh ơi. Em thấy anh biến thành màu khác rồi. Ê, leo. Đây rồi. Người ta gọi là thắng đến phút cuối cùng các bạn ạ. Anh ơi, lại màn mới nữa rồi, phải nhanh lên thôi. Ơ sao hình như vẫn giống cái màn kia thì phải. Y hạt luôn, trời ơi. Em cứ đến cái đoạn đầu này là em bị rụng, chả hiểu kiểu gì. Em phải rút kinh nghiệm chứ. Đây rồi. Cái chỗ này. Sau cái chỗ này em biết thế nào rồi. Anh thấy mọi người rụng như sung mà. Đây. Không nha, đoạn cuối, đoạn sau này khác nhau nha. Đoạn này... em đến cái điểm màu hồng rồi mà em lại bị rụng. Đoạn sau này khác nhau, đoạn sau này nó là cái cột rồi này. Nó chuyển thành cái cột mấy quả bóng rồi. À, cái bạn gà đang chạy đằng sau lưng em thì buồn cười dã man luôn. Con gà lôi. Đây rồi, em thấy anh Thành kia rồi. Anh Thành đang đuổi theo gái nha, em biết rồi nha. Anh gì phải đuổi, anh trình độ cao. Rồi em lộn túng phèo ra đây luôn. Đấy rồi. Đây. Ôi. Chỗ này nó màu xanh mà nhìn hoa cả mắt luôn bun ạ. Nhìn ảo dã man luôn anh ơi. Em còn không biết đường nào là đường đi, đường nào là đường không đi nữa. Đây mình phải trèo cầu thang ạ. Ôi có cả mê cung. Tại sao em còn bị lú như con cú luôn. Ôi, cái mấy quả bóng này nó lăn được ạ. Ôi thôi. Đây rồi. Nha, anh Thành bị rụng. Đây rồi, quả là em thành chức vô địch cho anh xem. Anh không để ý, anh không nhảy. Map này nó lặp lại ạ. Map này lặp lại 2 lần. Đây rồi. Em đang là người cầm đầu đoàn đua. Trời ơi, ôi, tí đi rụng. Mình sơ sẩy một cái, mình khinh thường đối thủ. Anh đừng có mà khinh thường em, đây là một đẳng cấp VIP pro ở đây đấy. À thế à? Chiêu, em gần về đích rồi, em thấy đích rồi kia kìa. Anh buôn về đích rồi, các ôi, bạn ơi. Em về rồi. Em về đích chỉ vỏn vẹn hơn 2 phút mà thôi đấy, em chấp thời gian 5 phút luôn đấy. Đấy ơi. Yes sir. Ude da da ta da ta ta tăng ta đăng tăng tăng. Các bạn ơi. Ôi giờ cái bạn gà gì kia gần về đích rồi còn bị rụng ạ. Nào, em đang đứng ở vạch đích, em chưa chạy vào đích đâu. Thế rồi, anh 2 phút nữa anh không biết về được đích không. Anh toàn bị chết nhảm thôi các bạn ạ. Cái đoạn không. Kia nó lộn tùng phèo lên. Đã, à, em thấy anh vừa bị rụng xong. Nhảy sang. Ôi, cố gắng thành top 4 anh ơi. Còn top 4. Đây rồi. Top 4 hả?
Cực độ 4 anh ạ. 4 thì mọi người làm sao mà có trình độ chơi với anh được? Sai ơi. Quá đẳng cấp VIP rồi, anh thành top 4, em top 1. Nào anh gáy nó đi. Em thôi, quả kia anh chạy một phát tới đích rồi. Đây chưa gọi là màn cuối đâu anh ạ. Đi có cái màn cuối nó còn khó hơn gấp nhiều lần cơ. Ui, vẫn còn nhiều bạn bây giờ mới bắt đầu chạy thì các bạn hít khói à? Mấy bạn đấy vẫn đang ở dưới, mấy bạn đấy quá gà. Bạn bị kinh rồi. Ui, quá các bạn ạ. Không thể qua được cái màn đầu tiên. Ui ôi ôi, kìa, bạn bắt đầu chạy rồi. Ui ơi, lại màn mới lên. Ui đây 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 anh ơi, màn cuối đây này. Màn cuối đây này. Màn cuối nhiều chứng ngại vật khó hơn rất là nhiều luôn. Rồi. Em lại bị dính vào tia laser, em hẹo luôn rồi, không thể thấy được. Anh thế anh nhảy quá rồi. Chết rồi, 6 phút không biết hoàn thành được không? Được rồi. Hoàn thành được, hoàn thành được, hoàn thành được. Ủa. Em sợ em phải bét thôi. Về bét toàn đoàn à? Ôi. À, em đang đứng sau rất là nhiều người luôn đi chứ, không phải ít người đâu. Rồi. Đây rồi, đây rồi, đây. Đây có 4 người đang chạy rất tốc độ rất cao các bạn ạ. Em sẽ đến ngay thôi, em sẽ đến ngay thôi. Ui, có cái bạn đầu Roblox kia, bạn đấy gần về đích luôn rồi, phải trưởng. Cuộc thi cũng chưa diễn ra được trong vòng 2 phút luôn đi chứ. Ok. Chạy quá, tí thì dụng. Ui, chỗ này, ui, đỏ ngon, khó chịu quá. Đây rồi, em mới đang ở chỗ xanh xanh này thôi. Sắp chuyển sang chỗ đỏ rồi. Ôi trời ơi, nhảy lên kia còn bị dụng. Cày thật đấy. Wow. Anh ơi, đây là thế giới kẹo à? Đúng cái rồi. Đỏ đỏ này này. Đúng luôn. Ô, sắp đến Loen rồi anh ạ. Đúng rồi, đây là map Loen. Đây, 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 đây. Em ngay sau lưng anh Thành rồi. Ui, mấy cái bánh này nó tròn tròn, nó có lỗ ở dưới, tí thì dụng. À, đây rồi, đây rồi. Thấy được các bạn ạ. Trình độ mình cao. Ôi. Trình độ mình cao. Còn dô. Ôi giời, anh Thành ở đâu? Anh Thành ở đâu vậy? À kìa kìa, em thấy anh Thành rồi. Anh không thể để anh Thành vượt qua mình được. Đấy rồi. Ôi là buồn. Em về đích sau anh rồi. Không. Đây em đây mà. À. Trời ơi, mà sao anh Thành một nhịp ơi. Buồn về sau anh. Buồn về vị trí thứ 3. Em về thứ 4. À thứ ba, anh về nhỉ à. Thế là đây là chỗ siêu khó nhất hả? Ui giời, tưởng thế nào, dù sao thì tụi mình đã hoàn thành thử thách rồi các bạn ạ. Cực kỳ nhanh luôn, đúng là thử thách bắc cua siêu nhanh luôn đi chứ. Nãy giờ tôi với anh Thành toàn gọi là top 1, top 2, top 3 rồi, chưa thấy bị bét bao giờ. Các bạn đã có một lần duy nhất là hoàn thành truy thoát kìa. Còn nhiều bạn bây giờ nhảy vẫn chưa qua được giữa. Ui quá kém. Quá cùi. Đấy anh em thấy chưa? Anh em thấy tôi với anh Thành ai là người nhảy hay hơn thì comment ngay ở phía bên dưới nha. Các bạn nhớ bình luận ai là người giành quán quân ở dưới nha. Nhớ là bình luận anh bên Quý Thành nha. Các bạn đừng bình luận buồn buồn chơi gà bằng sừ. Đã anh toàn phải đợi buồn thôi. Anh đừng điêu em đợi anh từ đầu đến cuối luôn. Anh phải hít khói bụi của em luôn. Anh vẫn còn điêu. Buồn điều đi. Rồi các bạn ơi, các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh ủng hộ Bùn nha. Còn bây giờ, bye bye. Các bạn có thông tin gì các bạn bình luận dưới để tụi mình thi nha. Bye bye. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.